Hello anh em, video này mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta rút cái đồng ORX về cái sàn Onet của chúng ta để chúng ta gửi staking uh, farming cái đồng uh, market nha anh em. Rồi thì để mà rút được thì trước khi rút thì mình sẽ vào cái uh, gọi là sự kiện từ cái sàn Onet để chúng ta rút cái đồng này về chúng ta farming cái đồng market như thế nào và tổng cái buôn thưởng của nó bao nhiêu thì mình sẽ vào trang X mình uh, uh, sẽ cập nhật cho anh em nha đây là cái trang ít chính thức của Onnx anh em nên theo dõi nó nha Ok thì à, nó có một cái thông báo như thế này mình dịch ra luôn cho anh em ha thì 1 tỷ onx đặt cược vào Onnx market à, à, lên bull tức là vị khởi động Onnx market đang tạo nên một cơn sốt chỉ trong vòng 11 giờ thì ví khởi động này đã hơn 1 tỷ rồi anh em cái đồng Onnx được đặt cược vào vĩ rồi thì 1 tỷ thì khá là nhiều anh em đã tuyển rep thì chắc chắn họ sẽ được rất là nhiều anh em còn riêng bản thân mình thì anh em được rất ở rép cho nên mình không được bao nhiêu hết và lại mình cũng nâng cấp thẻ hết rồi cho nên mình chỉ còn tầm khoảng 400 thôi lát nữa mình sẽ hướng dẫn anh em rút về để chúng ta gửi vào chúng ta kiếm được bao nhiêu thì kiếm nha anh em thì nói chung kèo của Việt Nam thì anh em cũng biết rồi ha thì nói chung không có được như những cái kèo hay là sàn nước ngoài đa phần token của dự án thì nó giá trị của nó rất thấp như Remetano ha lúc mới lít thì tầm khoảng hơn một đô về sau thì chỉ còn 0.1 ha. Thì mình nghĩ cái đồng ONX này cũng vậy anh em. Thì giá của nó theo dự đoán của mình thì tầm khoảng là 0.1 hoặc là 0.05 là cùng anh em. Chứ không có cao đâu. Rồi về mượt kết và lên buôn ha. Thời gian 14 ngày từ 17 giờ UTC ngày 5 tháng 8 năm 2024 đến 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024. Phần thưởng này là tổng cái buôn thưởng của nó anh em. Sẽ là 120.000 cái đồng kết ha. M kết trong phải kết nha. chu kỳ thưởng thì nó sẽ trả chúng ta buôn thưởng hàng ngày và lên bùn với mới với cơ chế đốt tất cả các token đã gửi. Anh em phải suy nghĩ ha. Thì chúng ta rút về. Nếu như chúng ta gửi thì họ sẽ đốt cái token của chúng ta. Người dùng có thể là earn free onix tại onet top top và rút mã thông báo về onet để tham gia vào nhóm khởi chạy cổ phần onix kiếm được market trong thời gian nhóm khởi chạy. Ok ha. Thì nó có một cái thông báo như vậy anh em phải hiểu rõ tức là khi chúng ta gửi vào chúng ta kiếm cái market thì những cái token chúng ta gửi vào họ đốt tất cả nha anh em. À, cho nên trước khi gửi anh em phải cân nhắc nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta rút về trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta gửi luôn. Rồi, đây là giao diện của on top 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 ha là chúng ta sẽ kiếm được cái đồng ONX trực tiếp trên cái Telegram của chúng ta. Thì anh em vào một farm min, thấy đây nó có cơ chế là khai thác tự động. Thì ở đây anh em chỉ cần là sau 4 tiếng nó sẽ có thông báo anh em vào cửa làm và nó sẽ tự động khai thác cho anh em à, cái tốc độ mới đầu thì chỉ có 50 thôi hoặc là 55 thôi khi mà anh em nâng cấp những cái thẻ này lên nè thì nó mới được tăng tốc độ lên ha và hiện tại tốc độ của mình là mươi à, 1375 nha anh em đó do mình nâng cấp những cái thẻ này lên và hiện tại thì à, mình không có nâng cấp nữa anh em tại vì mình đã hết cái đồng coi rồi ok ha anh em vừa một bạn bè nè anh em cũng có thể chia sẻ nha thì đây anh em có cái số dư ở đây thì anh em cứ nhận nha. Rồi mình cũng nhận luôn ha. Rồi để mà rút thì anh em vào một cái tấp trước nha. Anh em nhớ vào đây tấp này. Tấp hết cái năng lượng ở đây thì nó sẽ hồi lại cho anh em cho nên anh em cứ yên tâm. Cứ sau 4 tiếng nó sẽ hồi lại cho nên chúng ta cứ tấp nha. À tấp để chúng ta nhận thêm cái đồng coi của dự án. Anh em bấm nhận này. Đó, cứ như vậy nha anh em, cứ hàng ngày chúng ta tấp và nhận ha. Rồi, một farm thì nó khai thác tự động rồi. Anh em vào một cái ví nè thì đây để mà rút được anh em cần phải có một cái tài khoản Onet nha thì ai cũng có rồi ha anh em chưa có thì đăng ký đường link bên dưới nha và anh em kết nối với tài khoản Onet với cái Onet tấp, tấp tấp này thì khá là đơn giản nha anh em vào chỗ nhiệm vụ này anh em xuống kiểm tra sẽ thấy cái nhiệm vụ mà anh em kết nối rồi đây thì mình cũng đã kết nối rồi anh nè à, tại ứng dụng Onet nè kết nối với cái ví Onet nhận được 2.500 đồng coi thì mình đã kết nối rồi cho nên mình không cần kết nối nữa anh em vào ví anh em thấy có hai cái dòng xác minh danh tính và nạp tiền đầu tiên tức là anh em bắt buộc phải xác minh danh tính bên tài khoản Onet nha được cai xe thành công anh em phải nạp một khoản tiền ít nhất vào cái ví Onet để anh em trở thành một người xác thực ha đây mình sẽ vào cái xác minh danh tính luôn thì nó sẽ tự động kết nối với cái ví Onet của chúng ta rồi đây là giao diện của cái sàn Onet của mình ha thì cũng đã có đầy đủ rồi thì mình cũng đã kết nối rồi rồi để mà biết anh em KC, anh em vào cái hình avatar của anh em trên này nè. Đó. Thì anh em sẽ vào hồ sơ của tôi ha. Ở đây thì nó sẽ kết hợp nè. Rồi anh em kéo xuống dưới nè. Anh em sẽ thấy cái mục là xác thực tài khoản ở đây. Thì mình cũng đã xác thực rồi nè. Đây. Và khách hàng của mình là khách hàng tin cậy. Anh em phải nạp tối thiểu vào đây. 50.000 là anh em đã trở thành một khách hàng đáng tin cậy rồi ha. Anh em phải lưu ý nha. Phải k C bằng mặt trước mặt sau. Sau đó chúng ta chỉ cần xác minh đơn giản thôi. Cái sàn giao dịch nào cũng vậy anh em. Anh em phải xác minh thì nó mới cho chúng ta nạp và rút nha. Lưu ý ha. Rồi, khi mà chúng ta đã kết nối thành công hết rồi anh em thì cái hai dấu mũi tên này nó sẽ hiện lên và anh em bấm vào kết nối hợp lệ này giúp cho mình nè đó thì nó sẽ xác minh cho tất cả cho chúng ta là đã kết nối hợp lệ hợp lệ rồi nha anh em rồi bây giờ anh em muốn rút với không bây giờ mình sẽ vào một tóc nè bây giờ anh em sẽ nhấn vào hình cái à, dấu mũi tên ở đây nè để chúng ta rút nha thì mình sẽ rút tầm khoảng 100 thôi anh em tại vì nếu như mình bỏ vào đó thì họ đốt cháy của mình hết cho nên mình sẽ giữ lại cái đồng coi này đồng coi này sau này nó rất là giá trị bởi vì nó sẽ dùng để làm phí giao dịch trên cái sàn Onet nha anh em mình sẽ rút thử 100.000 đi ha Ok mình sẽ rút 100.000 anh em bấm chữ rút về ví này chúng ta cũng không cần điền địa chỉ ví đâu anh em tại vì mình đã kết nối rồi thì nó sẽ tự động gửi về Ok nó trừ trực tiếp luôn nha anh em rồi mình sẽ vào cái sàn Onet để mình hướng dẫn anh em gửi luôn ha ở cái sàn Onet ví dụ anh em chưa thấy cái đồng coi Onet anh em nhấn vào hình dấu cộng ở đây nè đó rồi anh em tìm kiếm ở đây, anh em gõ chữ ONX nè. ON X. Ok thì nó sẽ hiện. Thì anh em thấy không? Nó đã gửi về rất là nhanh nha anh em, nó nó cập nhật thông tin luôn á. Anh em bấm mở lên ha, sau khi chúng ta mở lên rồi anh em sẽ thấy nè. Kéo ra những đồng coin mà chúng ta mở anh em sẽ thấy cái đồng ONX của chúng ta đây. Thì được 100 000 Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em gửi vào cái à uh, lambon ha, à uh, farmin để chúng ta có thể nhận được cái token NMK. Anh em kéo xuống dưới thấy cái chữ farmin ở đây nè, anh em nhấn vào. Và sau khi nhấn vào anh em sẽ kéo xuống dưới ha thì nó rất nhiều gói để chúng ta gửi ví dụ như là USDT, VNC, ONX. Anh em chọn cái ONX này. Đây. Anh em bấm là vào cái chữ là nhận cái đồng market ha. Rồi, ở đây thì anh em muốn xem thông tin chi tiết anh em nhấn vào xem thông tin. Còn không thì thôi, thì ở đây anh em bấm xem trước nha thì người ta họ gửi trên 1 tỷ 3 rồi nè rất là nhanh luôn tổng tài sản gửi này đã hơn 1 tỷ 3 rồi và tổng bùn thưởng chỉ có 120.000 cái đồng mà kép thôi và khi chúng ta gửi thì nó có cái thông báo trước là chúng ta sẽ mất cái đồng này luôn rồi anh em bấm nạp on ít nha thì mình sẽ gửi cho anh em xem ha mình sẽ bấm mát luôn 100 đồng anh em bấm nạp này rồi 100 sẽ bị đốt bỏ sau khi kết thúc chu kỳ và bạn chỉ nhận được phần thưởng farming đó anh em lưu ý trước khi gửi chúng ta phải lưu ý nha anh em bấm xác nhận thì mình đang gửi thử thôi cho nên mình không có muốn gửi nhiều nha anh em. Phần thưởng dự kiến này là chúng ta sẽ nhận được 8.6 cái đồng Market ha. Rồi, anh em bấm nạp nè. Rồi, nạp nha. Rồi ok, nạp thành công. Anh em thấy rồi ha, anh em bấm xong. Đó. Thì chúng ta cứ chờ ngày nó trả token cho chúng ta sau 14 ngày rồi chúng ta rút về. Nếu như token Market này nó ngon lành á thì chúng ta kiếm được vài đô, hoặc có thể vài chục đô. Còn nếu như nó tàu lao á thì chúng ta chả kiếm được bao nhiêu hết, nhưng mà chúng ta mất đi 100 nhìn cái đồng ONX nha, trước khi gửi anh em nên suy nghĩ nha. Ok thì đó là cái vấn đề mà chúng ta à, rút cái đồng ONX cũng như là gửi về sàn để chúng ta farm min cái token là market của dự án. Ok nha. Rồi, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em về cách rút về cái token ONX về cái sàn ONX à, của chúng ta. Còn có nhiều anh em không biết cách nạp. Ok thì mình sẽ kéo xuống dưới nè, anh em bấm vào chữ là à, nạp tiền ở đây này để chúng ta nạp VNDC ha. Rồi, anh em sẽ chọn cái mua qua đối tác kinh doanh hoặc là mua trực tiếp luôn cũng được nha anh em chọn mua trực tiếp đây cho nó chắc ăn sau đó anh em nhập số tiền ví dụ anh em nạp 50.000 anh em nạp vào đó thì anh em cứ liên kết cái tài khoản sẵn của anh em nha anh em chưa liên kết thì anh em bấm thêm tài khoản nè đó anh em chọn ngân hàng và là nhập số tài khoản thôi khá là đơn giản sau đó anh em thêm là xong rồi anh em bấm chữ mua thì nó sẽ ra một cái đơn ở đây ha thì anh em chỉ cần xác nhận nè Rồi thì ở đây nó sẽ ra thông tin của người chúng ta chuyển nè, tài khoản nè, rồi cái số lượng nè, rồi cái nội dung chuyển nha và cái tên công ty nè, anh em phải lưu ý nha. Đó phải chuyển chính xác sau khi chuyển xong anh em bấm vào cái chữ là tôi đã chuyển tiền thì thế là nó sẽ duyệt trong vòng 5 phút nha anh em, rất là nhanh. Là anh em đã cai xe được tài khoản của anh em là một khách hàng đáng tin cậy. Sau đó chúng ta có thể là dùng cái việc cai xe thành công thì chúng ta sẽ gửi được cái đồng onX của chúng ta về để chúng ta farm min. Ok nha. Rồi, hướng dẫn đã rất chi tiết rồi, anh em thấy video hay Uh, ok thì nhớ chia sẻ nhớ like nha. Bye bye.